chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Vợ cố diễn viên Duy Nhân lần đầu nhắc về chồng đã khuất sau đám cưới. Những lời chia sẻ của Kiều Anh sau khi tổ chức đám cưới ở Huế cùng chồng mới khiến nhiều người phải xúc động. Đây là lần đầu tiên Kiều Anh, vợ cũ Duy Nhân nhắc về người chồng quá cố sau khi tổ chức đám cưới. Kiều Anh gửi lời cảm ơn đến mọi người đến ngày trọng đại. Ngày 26 tháng 10, vợ cố diễn viên Duy Nhân chính thức lên xe hoa với người đàn ông mới sau 5 năm độc thân. Đặc biệt, cô chọn ngày tổ chức lễ cưới đúng vào dịp sinh nhật của chồng cũ. Rất nhiều người vui lây trước thông tin này và gửi lời chúc mừng đến vợ cố diễn viên. Được biết, ông xã Kiều Anh tên là Đặng Hiếu, sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội. Trước khi yêu nhau, cả hai từng có thời gian là bạn bè thân thiết. Sau khi làm đám cưới ở Huế, cặp đôi sẽ tổ chức lễ thành hôn ở Hà Nội vào đầu tháng 11 tới. Kiều Anh hạnh phúc bên chồng mới sau 5 năm Duy Nhân qua đời. Sau 3 ngày tổ chức đám cưới mới đây trên trang cá nhân, Kiều Anh đăng tải hình ảnh chụp cùng mẹ đẻ kèm lời nhắn vô cùng xúc động. Cô gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, lo lắng cho mình từ những điều nhỏ nhất trong ngày trọng đại. Vợ cũ diễn viên Duy Nhân trải lòng sau khi bước thêm bước nữa. Dưới phần bình luận, Kiều Anh đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và của cư dân mạng. Tuy nhiên, cũng có không ít người thân bày tỏ nỗi lòng với cô về việc cô bước qua những đau buồn để có hạnh phúc hiện tại. Một tài khoản tâm sự: mạnh mẽ và vượt qua hết mọi sóng gió chị nhé. Bước chị từ năm 2014 và dõi theo chị, em thấy rằng chị là cô gái rất bản lĩnh và giàu tình yêu thương. 5 năm là quãng thời gian không quá dài, nhưng em tin nó cũng đã giúp chị vơi bớt phần nào tổn thương bởi những biến cố đó. Hơn ai hết, em mong chị được hạnh phúc, bởi phụ nữ luôn cần được yêu thương và che chở. Miệng đời 9 người 10 ý, mình sẽ không thể sống và làm hài lòng tất cả mọi người được. Quan trọng là mình làm đúng và sống đúng với lương tâm của mình thôi à, ai nói gì mặc họ. Chỉ cần những người mình yêu thương cũng yêu thương mình là đủ. Chúc chị Anh và anh luôn hạnh phúc viên mãn và cùng nắm tay nhau đi qua hết mọi sóng gió. Happy wedding. Trả lời người này, vợ cố nghệ sĩ Duy Nhân bất ngờ nhắc tên chồng cũ. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Mình chọn lựa và yêu thương người đàn ông chấp nhận và yêu thương trân trọng quá khứ của mình thì chị nghĩ chắc chắn không phải là điều sai rồi. Chị không cần biết có bao nhiêu người ghét chị ngoài kia, chị chỉ quan tâm anh Hiếu thương chị và thương luôn cả anh Nhân là chị rất hạnh phúc rồi. Khó có ai may mắn hơn chị, em nhỉ. Chị thế, Kiều Anh còn bộc bạch, dù đang có hạnh phúc mới nhưng cô sẽ không thể quên được những ngày tháng bên cạnh chồng cũ Duy Nhân. Có những điều không phải không nhắc tới là đã quên, mà vì nó đáng được trân trọng hơn tất thảy, nên chị sẽ dùng cách giữ kín, nhắc đi nhắc lại, nói ra hoài cũng quá là tầm thường. Càng quý thì càng được giấu kín, với chị là vậy. Cảm ơn em nhiều. Sau lễ cưới, phía ekip của Kiều Anh đã chia sẻ loạt ảnh cưới chụp trên bãi biển sau thời gian phải chăm bệnh quá ác cho người chồng quá cố. Cô đã chính thức chọn cho mình một bờ vai mới để đi đến hạnh phúc. Ngày lên xe hoa, rất nhiều bạn bè và gia đình đã gửi lời chúc mừng đến vợ cũ cố diễn viên Duy Nhân.